điện tử mini T8 Pro có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ vặn ống dẫn khí vào bơm, đầu còn lại ta vặn vào van của lốp xe. Sau đó thì chúng ta bấm nút cài đặt để chọn chế độ bơm dành cho ô tô. Ở đây thì sẽ có nhiều chế độ là xe máy, xe đạp, bóng và ô tô. Các bạn có thể nhấn nút cộng hoặc trừ để điều chỉnh giá trị áp suất đặt trước. Ở đây chúng ta sẽ cài đặt là 2.53. Cuối cùng thì nhấn vào nút nguồn để bắt đầu bơm. Và như các bạn nhìn thấy thì bơm đã tự động ngắt khi đạt đến giá trị áp suất 2.53 mà ban đầu chúng ta đã cài đặt. Chỉ với 80 giây, chúng ta đã có thể bơm đầy một lốp xe, tiết kiệm thời gian dành cho bạn. Với trường hợp xe chết máy, chúng ta có thể sử dụng bơm mini T8 Pro để kích bình một cách an toàn. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm kẹp đinh vào cổng Zoomstar trên máy bơm. Bạn chỉ cần kết nối kẹp màu đỏ với cực dương, kẹp màu đen với cực âm của ắc quy. Sau khi kết nối thành công, đèn báo của kẹp pin sẽ chuyển sang màu xanh lục như thế này. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ bắt đầu khởi động xe. Một lưu ý ở đây là sau khi khởi động thành công, chúng ta sẽ tháo cái kẹp đen và đỏ ra khỏi ắc quy trong vòng 30 giây, đồng thời ngắt kết nối kẹp pin khỏi máy bơm. Như vậy là chúng ta đã kích bình thành công với T8 Pro. Bơm điện tử mini T8 Pro, bạn đồng hành trên mọi nẻo đường.